cả nhà ơi, mình đang ở phà Vĩnh Sương nha cả nhà. Phía bên này là hướng này là Vĩnh Sương nè. Chút xíu nữa mình qua bên kia là Đồng Tháp nha. Đây là Vĩnh Sương của An Giang ha. Thank you.
Kim Trinh cũng không biết là chính xác là phà hay đò nha. Thì những nơi mình đi qua mình cũng muốn ghi hình chia sẻ cho bà con mình biết, cũng giống như ở mắt miền Tây vậy thôi. À, bây giờ thì phà cũng cập bến rồi nha. Từ Vĩnh Thương mình qua bên Đồng Tháp nha cô chú anh chị. Sự thật hiện ra thì mẹ tôi đã nằm biên dưới đại mộ môn đời. Mẹ ơi, mẹ bị giết thảm thương trong 17 năm trường. Vì mà con nào đâu được bờ bên đây Đồng Tháp rồi cô chú anh chị, xã Thường Phước Đồng Tháp rồi nha. Xã Thường Phước Hồng Ngự Đồng Tháp. Đây nội ô khu dân cư nè, cửa khẩu Thường Phước 1 km. Nếu mà mình ra đây mình rẽ trái thì mình sẽ đi về cửa khẩu Thường Phước sang Campuchia. Còn nếu như mình rẽ phải thì mình sẽ đi về chợ Hồng Ngự, trung tâm của thành phố Hồng Ngự nha cả nhà. Thôi mình chọn cái hướng này nha. Thôi đến đây thôi, Kim cũng xin nói lời tạm biệt bà con mình nha. Chuyến đò Vĩnh Sương Thường Phước cũng xin nói lời tạm biệt. Chúc tất cả bà con mình thật nhiều sức khỏe, thượng lộ bình an, vạn sự lành, vạn điều may mắn nha. Xin chào tạm biệt, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.